Hello các bạn, đây sẽ là vlog thứ hai và cái vlog này thì mình sẽ thực hiện ngay sau khi mình vừa mới tổ chức xong cái workshop gọi là kỹ năng mềm của Photographer. Thì cái vlog này mình sẽ nói về cái việc mình sẽ cho các bạn học viên vừa mới học xong phát biểu cảm nhận về cái workshop của mình, xem coi là nó có đúng như những cái lời đồn đại không, nó có đáng đồng tiền hay không. Ok. Thật ra là sáng nay còn nhiều người nữa nhưng mà tại vì một số bạn đã về trước thì ở đây chỉ còn lại những bạn là đi theo và sẽ ăn trưa với nhau. Hello. Rồi thì ai sẽ là người phát biểu đầu tiên? Hồi nãy hình như anh nghe là Hoàng rất là tự tin. Ok, mời Hoàng phát biểu một số cái cảm nhận về cái workshop sáng nay. Em chào anh Khôi, chào tất cả mọi người. Em là người nhất là trong lớp là con gái duy nhất. Thì hôm nay mục tiêu tới học đó là để học về kỹ năng mềm để tương tác với cô giáo viên. Bản thân em là một stylist thì em hiểu được cái cách và cái hình thức để tương tác, nhưng mà thực sự nó chưa sâu sắc. Thì em cũng chỉ áp dụng những cái cách rất là cơ bản thôi để ra được một cái vấn đề. Thì sau khi học xong thì em hiểu được hơn về cái vấn đề nó sâu sắc hơn. Em cảm thấy khóa học rất là bổ ích cho em. Và khi mà tiếp xúc với anh Khôi thì là một người rất là thân thiện, thú vị, vui vẻ và hài hước nữa. Em trai. Ok, thì cảm ơn anh Khôi, cảm ơn lớp đã cùng nhau tương tác và cái bài học này cũng rất là ý nghĩa. Ok, cảm ơn Hoàng. Ai nữa? Ai phát biểu nữa? À đây, bạn này đến xa nhất. miền Bắc Tổ quốc, đến từ Hà Nội. Mời bạn Dương phát biểu. Bay như này có cảm thấy là học được, có giải đáp được những cái thắc mắc của em hay không? Hay là cái lớp mặt có đáng tiền hay không? Chứ lúc mà ra em phải tốn nhiều tiền hơn người khác. Thì trước lúc em đến lớp học ấy thì em cũng lo là sợ là mình học sẽ không đúng cái mình cần. Nhưng mà sau khi em vào học ngồi được khoảng tầm 30 phút một tiếng nữa, cái này đúng là những cái mình cần, những cái mà rất thích hợp với những người mà mới bắt đầu phát triển. Với em, bản thân em cũng muốn định hướng kiểu như là mình làm một freelance photographer, thì em thấy anh Khôi đúng là kiểu người mà nhưng mà đừng nói bắt chước anh nha. Nhiều khi bắt chước anh xong rồi bỏ nghề chính này nọ thứ đi theo không được, đi giữa đường đứt gánh rồi quay lại chửi anh. Ôi, em sẽ không cố bắt chước anh, em sẽ okay. Làm một cái gì đó của riêng mình. Ok, cảm ơn em, chúc em thành công. Em mời anh Cường. Anh Cường là người lớn tuổi nhất. Chắc là em lớn là mình là người lớn tuổi nhất á. Thì cái thời gian là mình làm nghề cũng lâu rồi, thì nói chung là nó gặp nhiều cái vấn đề trong cái giống như là một cái phần để mà tương tác với cô dâu chú rể. Thì qua cái khóa học này thì mình thấy là mình hiểu về cái này, mình sâu sắc, mình có thể khai thác được cô dâu chú rể nhiều cái cảm xúc hơn. Nói chung là mình thấy nó rất đáng cái đồng tiền. Và chiều nay mình còn học thêm một khóa nữa. Chắc chắn sau này những khóa sắp tới mình sẽ tham gia. Dạ rồi, ok, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn ai nữa không nhỉ? À đúng rồi, thật ra nếu mà nói mà đi xa nhất thì phải là bạn này mới là đi xa nhất. Đây, bạn này là bay từ bên Mỹ về chứ không phải là mới đây. Thật ra bạn này là một người rất là đặc biệt, tại vì bạn này là khách hàng cũ của mình, đây là chú rể cũ của mình, và đây cũng là người đã được chú rể cũ. Chú rể cũ. Nên là bạn này đã được trải nghiệm cái việc tương tác với mình rồi, xong thì sau này thì không, khi mà bạn đám cưới xong thì bạn lại tự nhiên nảy sinh đam mê với nhiếp ảnh và bạn đã quyết định là đăng ký học 1K1 với mình. Thì hôm nay thì Long đã bay từ Túc ở bên Mỹ về để tham gia cái workshop này. Thì Long có thể phát biểu một vài cái nhận xét về cái buổi học này hay không? Nó có khác gì với những cái buổi học 1K1 với mình hay không? Về cái nội dung á, thì so với những cái buổi 1K1 thì nó không có gì khác nhiều, nhưng mà khi mà đến workshop á, mình được gặp người này người kia, được chia sẻ kinh nghiệm, nghe những lời chia sẻ từ những người khác á, thì mình cảm thấy mình thích thú hơn. Mình được tương tác với mình trên những cái game trong workshop á, thì sẽ giúp mình là cải thiện được cái khả năng giao tiếp với khách hàng nhiều hơn. Nó như là một giờ mình nói như là một khách hàng trước đây thôi á, là cái kỹ năng nó giúp rất là nhiều. Khi sau này khi mình với vợ mình nhìn lại cái tấm hình đó, mình vẫn nhớ được cái lúc đó mình đã nói chuyện gì với nhau.
nhiều khi vợ mình nói trời ơi lúc này anh đang nói xấu em. Ok, à, nói chung cái lớp này rất là bổ ích. Ok rồi, cảm ơn Long. Có ai muốn phát biểu đâu mà cơm tới chưa? Ok thôi, chắc mình không nói nhiều nữa. Hay là Huy có muốn nói gì không? Chào anh Huy và tất cả mọi người, là em là Huy và em đến đây ở cái lớp anh Huy thì tìm hiểu rất là nhiều rồi. Thì tham gia cái lớp anh Huy thì thực sự là nó một cái mục tiêu của em đặt ra trong một thời gian gần đây là em phải tham gia một cái lớp workshop của anh Khôi. Thì chúng cái giai đoạn này á, thì thực sự là cũng phù hợp với lại đúng cái thời gian mà em đang có, em sắp xếp được á. Thì trong cái lớp của anh Khôi thì em đã giải đáp được cái thắc mắc của mình là trước giờ tại sao mà mình đi chụp mà tại sao cô dâu chú rể nào nó cũng giống nhau nhưng hình của mình nó không ra được cái cảm xúc, không ra được những cái hình mà như mình muốn. Thì qua cái buổi hôm nay thật sự trong cái lớp của anh Khôi là vỡ, qua là những cái lý do như vậy là vì là do mình chưa tiếp xúc sâu với cô dâu chú rể và mình chưa có được những cái đừng tiết lộ nội dung khóa học. Rồi em rất cảm ơn anh Khôi cho buổi hôm nay. Thôi xin hết đi. Ok, cảm ơn Huy. Rồi, cơm tới rồi. Vậy ha. Ok, cảm ơn các bạn. Thì đây là những cái lời của các bạn học viên. Còn nếu các bạn muốn kiểm chứng nó đúng hay sai thì các bạn chờ cái khóa sau rồi các bạn đăng ký. Nhưng mà thật ra mình đang nghĩ là mình sẽ không tổ chức cái khóa này nữa, tại vì mình sắp tới mình sẽ mở những cái lớp dài hạn. Thì nếu các bạn nào có quan tâm về cái những cái workshop của mình thì các bạn có thể vào trong cái Facebook của mình, follow cái Facebook cá nhân của mình. Ok. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Tạo giá nhiều.